đùi đúng không? Đó, đó là mình nhìn ra mình biết ngay. Hoặc như thế này ok không ạ? Này có vấn đề gì không ạ? Anh nhìn người khác đúng không? Các bạn lúc nãy đúng không? Như bạn lúc nãy mình có thể duy trì vị trí của cái đặt cửa trên đúng không? Không không bị nhô, mình có thể kéo ở dưới nằm một chút xíu. Nhưng bạn này có thể là nếu tốt nhất có thể kéo luôn được cặp trên hoặc để ở dưới nằm chút xíu nữa. Và thường thường là này có rãnh một cằm khá là sâu đúng không? Làm dưới đùi rồi. Đó, cặp trên hơi nhô. Đó. Hoặc chụp ảnh nóng điện đúng không? Hay chụp thẳng này, chụp nghiêng đúng không? Thẳng này, nghiêng này. Tự nhô này. Đó. Và nhiều khi bệnh nhân này chụp là hay để bệnh nhân hay từ cái cắn đôi đầu này không đúng nhá, chụp đầu hô này vẫn phải từ thế bệnh nhân cắn như bình thường rồi xem là độ cắn chia bệnh nhân là bao nhiêu mm. Như thế này thấy ủ bạn này hạng 2 thôi, như thế này thấy ok vẫn hạng 2 thì nhẹ hơn nhiều đúng không? Còn này hạng thôi bệnh nhân hạng 3 rồi, thực ra cái này có cắn nó đúng hay không xem nhá, phải kiểm tra bệnh nhân mình cắn có đúng hay không. Bởi mình hay gặp bệnh nhân cắn như này, hay gặp bệnh nhân cắn là từ thế đối đầu này. Đây, tôi thấy chụp ảnh đúng không? Đó, ngoài ra chụp ảnh mình xem là cái điểm chạm các khớp cắn như thế nào, cắn đôi đầu này hoặc là lồng mũi tối đa này có tốt hay không? Đây ảnh mình hãy chụp lại, ảnh hàm trên hàm dưới khớp cắn đúng không? Ví dụ như ca này ở nghĩa chuyện nhổ răng rồi đúng không? Nghĩa chuyện nhổ răng rồi. Còn cái ca này có thể là nhìn tiến ảnh này hàm từng hàm. Không, thiếu khoảng một ít thôi đúng không? Không phải nhổ răng đúng không? Đó, tuy nhiên khi mình nhìn ảnh ngoài mặt này đúng không? Nó có thể khác. Hoặc như từ đây chẳng hạn, anh chị nhìn này, ví dụ đây là hạng 2 đúng không? Bệnh nhân hạng 2 nó chia lớn ra này. Cái ca này làm gì ạ? Chứ ca này mình làm gì? Có nhổ răng hay không nhổ răng ạ? Có ạ? Có nhổ răng nào ạ? 4 trên 5 dưới. Rồi, có ai khác không? Bốn trên năm dưới được không? Được không ạ? Có hay không ạ? Thì có ai có ý kiến khác không? Bạn này nhổ hai răng hàm trên được không? Thường thường cái này mình thấy là nó tư thế này, hạng hai đối đầu và thậm chí là quá tư thế đối đầu đúng không? Thường thường mình hay nhổ 2 răng 4 trên này sẽ dễ hơn nhé, không cần nhổ răng dưới đâu. Đó. Tùy trường hợp đúng không? Hoặc trong quá trình điều trị chị chụp lại cái ảnh bệnh nhân xem như thế nào. Như thế này kết thúc được chưa? Được chưa? Kết thúc được chưa? Chia tay quá trình được chưa? Có chia tay bệnh nhân được không? Nếu như bệnh nhân của mình ở đây thì mình có cho bệnh nhân ra đi không hay là giữ bệnh nhân lại tiếp? Hãy về đây bên này chỉnh tiêu không ạ? Hay là xong rồi? Ok chưa? Này được rồi đúng không? Khá là được rồi. Đấy, đường giữa khá là thẳng này, khớp cắn khá là được đúng không? À, một vài cái chỗ nhỏ bé tí tí này thôi. Tí tí này thôi đúng không? Tí tí này có thể chấp nhận được đúng không? Hoặc là ai kích tính như mấy ông super soi kiểu này cái này chỉnh thêm chút xíu này mà đúng không? Và có thể kết thúc được nhá, có thể kết thúc được. Tuy nhiên nếu tốt thì chị có thể chỉnh được TV là được đúng không? Là đẹp thôi. À, ngoài ra có phim X quang có phim này cận chóp này hoặc là pano cepha. Thông thường với bệnh nhân chỉnh nhà hòa bình nhé, cái phim pano và phim cepha là tính là phim thường quy rất gần với bệnh nhân chỉnh nhà nào có. Và nếu không có nữa cho bệnh nhân chụp cái phim cận chóp để mình xem là có vấn đề gì đó không. Thường thường cận chóp là thường có đúng không? Dễ hơn đúng không ạ? Pano sẽ phà đầu tư nó hơi khó chút xíu, nó dán hơi cao chút cho cận chóp đúng không? Hơn tí tí thôi đúng không ạ? Nhưng khi mà mình chụp này, đặc biệt là trong thường mình kéo vào răng này thế nó không chạy ấy. Răng đặc biệt hay kéo răng ba bằng cửa đúng không? Có thể nghi ngờ chân răng vướng xương vỏ, hoặc có thể là răng cầm hay gì bên dưới nhé, hoặc là khối u xương. Thì khi đó nên có phim X quang thấy dễ hơn rất là nhiều. Hoặc là một số trường hợp có thể chụp thêm xin con bim này để biết kỹ hơn cái tình trạng của nó. Những pano đó, cái pano rất là ý nghĩa nhé. Mình thấy là khi mình chụp phim này mình xem là có răng nào thừa hay gầm hay không. Có những trường hợp mình thấy mấy anh chị mà có khe thừa răng cửa này, có nhổ răng thừa gầm, sau là bẻ lúc nó khoảng răng cửa, kéo mãi 3 tháng trời nó kín lại,
sau một thời gian nó lại bị bật trở ra. Nguyên nhân do gì ạ? Dạ. À, đang ngầm đúng không? Chính xác ạ. À. Có nhiều người bảo kéo nó không di chuyển trong phòng. Đúng. Khi mà di chuyển không trong phòng, răng nó bị nghiêng, nó bị lật lại. Nhưng mà có thể có trường hợp nhổ một răng thừa vẫn còn một răng nữa. À, mình gặp khá là nhiều nhé. Đặc biệt là răng thừa ngầm ấy. Răng thừa ngầm thì vùng răng cửa này. Anh chị nhổ một răng trên là rồi, nhưng còn cái răng ở bên dưới nữa. Nó không để ý hết đấy. À, khi đó chụp cái cận cho xem nào. Như vừa rồi mình có nhận một bệnh nhân ấy. Bệnh nhân đấy là mà nhận like. Bệnh nhân đấy hồi năm ngoái đến khám với mình. Là mình chụp phim cận cho thấy khe thừa động cửa nó to ấy. Bệnh nhân khoảng tầm 90 tuổi không nhớ chính xác. Là bệnh nhân ấy. Sau là mình khám thấy khe thừa động cửa. À, sau là cho bệnh nhân chụp cái cận cho kiểm tra. À, thấy có một cái hình ảnh thấu qua vùng trong răng ấy. Mình tư vấn ấy bệnh nhân. À, tư vấn thực ra là tư vấn mẹ bệnh nhân. Là phải nhổ cái răng ngầm nó đi. Nhổ cái khối đặt quáng á. Mình đoán răng ngầm mà. Thì bỏ cái đó đi. Và sau là chỉnh nha kéo răng khoảng cho bệnh nhân. Và đóng ấy, làm giảm mấy cái răng cửa ấy chỉ á. Mọi người theo lên, mọi người nghĩ là thu bao nhiêu hợp lý. Nhổ răng ngầm. Nó kéo răng ngầm lên. Nhổ một răng thường ngầm mà kéo răng ngầm lên. Với làm đều răng. Răng thốt đầu. Thu bao nhiêu được. 10 triệu làm không? Dạ. 30 ạ. 10 triệu làm không? 15 triệu làm không? Có người không đúng không? 2 triệu làm không? Không, nhà em 2 triệu không làm. 2 triệu thôi, nhà em thì thu gọi là hỗ trợ các cháu thôi, cứ 2 triệu, không làm. Thế sau khoảng 1 năm sau thấy quay lại. Thế nào ạ? Thấy là có một cái khi đó là thấy một dây sắt lòng lòng này. Dây mà người ta cuốn cái chỉ thép đi cái chơi ấy. Khi mà bệnh nhân quay lại với mình thì thấy là có một dây rất là to, dây chỉ thép ấy, dây chỉ thép trên miệng. Bởi vì lý do là người ta dùng cái dây ligature ấy xoắn tầm mấy lần á, to như cái ngòi bút chì ấy, to như ngòi bút chì và gắn vào cái răng hai. Lý do trước chị có đưa cháu vào viện khá là nổi tiếng để làm cái đó, sau đó viện là gây mê mổ cháu rồi, gây mê mổ xong thì bác sĩ gắn cái dây đó và răng. Nếu sau 6 tháng không thấy răng nó bọc lên thì qua nha khoa người ta giải quyết cho. Đấy, đây là đẩy đá cho đối thủ đúng không? Sau 6 tháng nó không bọc lên được, qua nha khoa. Mình hỏi chứ tại sao không quay lại đó làm tiếp, không dám hỏi. À, sau là khi mà kiểm tra thấy cái răng hai nó lung lay rồi, thì người ta gắn cái dây đó vào cái răng hai đó, gắn vào cái răng ngầm này. Cái răng ngầm nằm trên này, gắn vào răng hai này thì rất là to. Khi răng cửa mình muốn bọc lên đúng không? Thì dây cứng. Thế bắt buộc phải đẩy răng hai lên nó lung lay này, răng hai chìa ra. Thứ hai là quạt vẫn nhỏ, nó không đủ chỗ để răng hai mọc lên. Và khi nào lại chụp x quang lại, họ vẫn thấy một khối cạn quạt đấy, rất là to đấy. Mẹ cháu bảo không, bác sĩ làm kia em rồi, lấy ra hết rồi. Mình cũng bảo, còn bây giờ chỉ cho mẹ xem. Thì đi chụp lại hai lần. Là không phải lỗi phim rồi. Vẫn thấy cái đó là không phải lỗi phim rồi. Thế sau là bảo bây giờ có vẫn còn khối đó. Thì mình cũng rõ là tình cảm bác sĩ làm thế nào. Thank you.